Chỉ với loạt ảnh testing về sản phẩm mới mang tên Việt Kiều cùng phần trình diễn tại Mo Festival, Red Even đã khiến người hâm mộ bất ngờ vì những thay đổi của mình trong cả hình tượng lẫn phong cách âm nhạc. Red Even tên thật Lê Phan là một nghệ sĩ trẻ luôn mang đến những điều bất ngờ cho V-pop. Anh sở hữu bản hit quốc dân Thích Em Hơi Nhiều, đồng thời được chú ý bởi loạt sản phẩm âm nhạc tự sáng tác, sản xuất và thể hiện như Cơn Đau, Gặp May, Baby With You. Cuối năm ngoái, chàng nghệ sĩ Gen Z cho ra mắt đĩa mở rộng đầu tay mang tên Chiều Hôm Ấy Anh Thấy Màu Đỏ và tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa đa dạng trong âm nhạc. Kể từ đầu năm 2023, Red Even chủ động không nhận lời tham gia các sự kiện, hạn chế xuất hiện tại các show diễn, đồng thời không đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội trong nhiều tháng. Vừa qua, nam ca sĩ sinh năm 2001 đã có những chia sẻ đầu tiên về sự trở lại của mình. Cụ thể, toàn bộ nền tảng mạng xã hội của Red Even lẫn MonoX, công ty chủ quản của nghệ sĩ, đã đăng tải poster cho sản phẩm mang tên Việt Kiều, kèm theo mốc thời gian 20 giờ ngày 25 tháng 5. Không còn là cậu trai với màu tóc sáng đặc trưng trong suốt 3 năm qua, Ren trở về với màu tóc đen cùng phần styling mới lạ, cầu kỳ. Cuối tuần qua, anh chàng đã mang hình ảnh này lên sân khấu của một lễ hội âm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh và lần đầu tiên trình diễn ca khúc comeback của mình trước ngày chính thức lên sóng. Âm nhạc bắt tai, hình ảnh thay đổi 180 độ, vũ đạo bánh cuốn và thần thái đã khác biệt so với những gì mà khán giả từng biết về một Red Event trước đây. Music video và audio của Việt Kiều chính thức được lên sóng vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2023.